Xin được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Hành Trình Đất Thủ Tôi Yêu. Rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau đúng không? Và ngày hôm nay thì chắc là xem từ đoạn video clip đến giờ thì các bạn đã biết được rằng là chương trình Hành Trình Đất Thủ Tôi Yêu của chúng ta sẽ đến tham quan địa điểm nào rồi đúng không nè. Các bạn thân mến, vào những dịp cuối tuần, những lúc rảnh rỗi, bên cạnh cái nhu cầu thư giãn như là chúng ta đi du lịch hay là đi cà phê với bạn bè, thì Hoàng Tuấn nghĩ rằng có một địa điểm mà các bạn có thể đến để khám phá thêm nhiều điều thú vị trong cuộc sống của mình, đó chính là Bảo tàng tỉnh Bình Dương. Vậy thì Bảo tàng tỉnh Bình Dương có gì? Xin được mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng với Hoàng Tuấn và Hành Trình Đất Thủ Tôi Yêu đi tham quan địa điểm này nhé. Tọa lạc tại số 565 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Bảo tàng đi vào hoạt động phục vụ khách tham quan vào năm 2004 với số lượng trên 13.000 hiện vật gốc. Đây là nơi lưu giữ một khối lượng hiện vật rất phong phú, có giá trị về lịch sử, văn hóa và khoa học. Đó là những di sản văn hóa vật thể có giá trị vô cùng quý hiếm từ khi xuất hiện cuộc sống sơ khai của con người, như bộ sưu tập bát bằng gốm ở di tích Cù Lao Rùa, bộ sưu tập rìu đồng, khuôn đúc đồng, bộ rìu đá của di tích Dốc Chùa, hay những hiện vật dân tộc học đặc sắc như thuyền độc mộc, xe ngựa, cối xay lúa, cối giã gạo, đến những bộ sưu tập của các ngành nghề thủ công truyền thống tỉnh Bình Dương. Đến nay, Bảo tàng tỉnh Bình Dương lưu giữ trên 22.000 hiện vật gồm nhiều loại rất độc đáo, có giá trị quý hiếm. Trong đó có 3 hiện vật đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia, gồm tượng động vật bằng đồng ở Dốc Chùa, mộ chung gỗ nắp trống đồng Phú Chánh, bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh. Trong những năm qua, Bảo tàng tỉnh Bình Dương được xem là một địa chỉ văn hóa để khách tham quan từ các nơi đến và thưởng thức tinh hoa văn hóa truyền thống của người Bình Dương. Và đặc biệt, nhiều trường học trong và ngoài tỉnh đã tổ chức cho học sinh sinh viên đến tham quan, xem Bảo tàng Bình Dương là một điểm đến trong chương trình học ngoại khóa. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất nhằm sửa chữa các hạng mục công trình nhà bảo tàng, xây mới khu làm việc, kho tạm, phòng trưng bày chuyên đề và nâng cấp nội dung trưng bày. Sau gần 2 năm triển khai, công trình đã hoàn thành với cơ sở vật chất khang trang theo hướng hiện đại, tăng khả năng tương tác, khai thác, tra cứu trang thiết bị bảo quản hiện vật. Đặc biệt, vào ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề hình ảnh và hiện vật của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết giai đoạn 2006-2011. Đây là tập hợp những bộ vật phẩm lưu niệm quý và hơn 3.000 hình ảnh được đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người con ưu tú của quê hương sông bé Bình Dương, trao tặng cho Bảo tàng tỉnh Bình Dương lưu giữ, trưng bày, tuyên truyền và giáo dục cho các thế hệ mai sau. Những hiện vật và hình ảnh của Chủ tịch nước với công tác đối ngoại, Chủ tịch nước chủ trì và tham dự các hội nghị APEC, Chủ tịch nước thăm kiều bào và nhân dân các nước, Chủ tịch nước thăm và làm việc với các địa phương là những dấu mốc quan trọng, sống động, gắn liền với chặng đường công tác của đồng chí Nguyễn Minh Triết, có ý nghĩa rất lớn về mặt đối ngoại của đất nước, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có dịp đi một vòng quanh Bảo tàng tỉnh Bình Dương để xem những hình ảnh xưa và nay của quê hương mình. Trong suốt hành trình ấy thì quý vị chúng ta ấn tượng nhất với điều gì? Hãy comment phía bên dưới cho Hoàng Tuấn cũng như ekip chương trình được biết nhé. Còn đến đây thì thời lượng của chương trình Hành Trình Đất Thủ Tôi Yêu cũng xin được phép khép lại. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.